Mẹ ăn tí cháo đi mẹ. Mẹ không có ăn, chải đầu cho nó. Thôi mà, mẹ ăn một tí đi. Không, mẹ không có đói. Mẹ nói thiệt, mẹ không có đói. Con bỏ ra kia đi. Ủa, mà sao con chưa có chịu sửa soạn cái gì hết vậy con? Sửa soạn gì mẹ? Trời ơi, ngày mai á là đám cưới của con với ông Phương rồi, mà giờ này á con còn lôi thôi luộm thuộm vậy sao được. Đáng lý giờ này á là con phải ở dưới nhà của con á, ở dưới Sài Gòn á, rồi bắt đầu á con mới leo lên xe, con mới mang đồ lên đây, con hỏi cưới con Phương đi lấy vợ mà con. Con nhớ chứ, làm sao mà con thể quên được. Mẹ cứ yên tâm đi, con đã sửa soạn xong hết rồi. Ừ con. Dạ. Mẹ dặn nè, con Phương á là từ nhỏ tới giờ nó được cưng chiều lắm, cho nên mẹ mong rằng á con lấy nó làm vợ, lỡ mà nó có làm chuyện gì sai thì con chỉ bảo cho nó giùm mẹ nghe. Dạ. Mẹ nói vậy thôi, mẹ giận hờ thôi, chứ mẹ biết Phương con gái của mẹ nó ngoan lắm con, mà nó hiền lắm con ơi. Tính tình á thì ta nói khóc đó, rồi cười đó, vui đó, rồi buồn đó. Con biết không, cái bữa mà nó về nó khoe với mẹ là con xin hỏi cưới nó, trời ơi nó cười giống như một con điên vậy đó. Nó sung sướng, nó hạnh phúc, tại vì nó yêu con lắm. Vậy đó mà tự dưng cái nó khóc ròng, mà mẹ không biết tại sao. Cái mẹ hỏi nó thì nó nói nó sợ là nó lấy chồng nó về với Sài Gòn nó ở, rồi á không có ai chăm sóc cho mẹ. Cũng may mẹ có con. Con đúng là cái người hiểu biết. Con đồng ý theo con Phương lên đây ở, để hai đứa con tiện bề chăm sóc cho mẹ. Cảm ơn con nhiều lắm á. Mẹ à, mẹ đừng có nói như vậy mà. Chăm sóc cho mẹ là bổn phận trách nhiệm của tụi con mà. Con biết là mẹ đang buồn và đau khổ lắm, nhưng mà con xin mẹ, con xin mẹ phải chấp nhận sự thật là Phương đã ra đi rồi. Con biết bây giờ con có làm gì đi nữa thì cũng không thể nào bù đắp cho sự mất mát của mẹ. Nhưng mà con sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình để làm cho mẹ được vui. Chứ nhìn mẹ như vậy con không chịu nổi mẹ. Mẹ chấp nhận rồi, mẹ biết rồi. Mẹ cố gắng lắm, nhưng mà lúc nào mẹ cũng thấy nó. Cái tủ này nè, quần áo của nó còn ở trong này nè. Đây nè, cái gối này á là mỗi lần nó lên ngủ với mẹ là nó nằm cái gối này. Mẹ, cái bình này nè là nó mua cho mẹ đó. Chỗ nào cũng có cái hình ảnh của nó hết à. Khó quên nó quá à. Hôm qua mẹ nằm mơ tới nó nữa nè. Nó nói với mẹ là chắc nó phải đưa mẹ đi theo nó đó. Kìa mẹ, nó không có an tâm. Nhưng mà mẹ thấy gì cũng đúng rồi, chắc phải đi theo nó thôi. Chứ một mình nó mẹ cũng an tâm nữa. Có điều à, mẹ cứ lần lửa hoài, tại vì mẹ lo cho con đó Tâm. Mẹ sợ con buồn, mẹ sợ mình ơn con.
cũng như vậy mà. Con xin mẹ đó, mẹ đừng có nói như vậy có được không mẹ? Anh ơi, anh ơi. Cái gì hả? Em làm gì mà sợ hãi như vậy? Em mới lên đút nhang cho chị Phương. Không hiểu sao tự nhiên cái em buồn ngủ. Em ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Trong giấc mơ của em, cơn ác mộng đó lại hiện về đó anh. Thì đó cũng chỉ là ác mộng đó mà, đâu có gì đâu em cũng... Không phải, không phải. Trong cơn mơ của em, em thấy cô ấy một gương mặt đầy máu. Cô ấy chính là cô Phương. Cô Phương đó. Cô ấy còn nói với em. Cô ấy nói với em điều gì? Không có gì. Cô ấy nói với em điều gì? Cô ấy nói vào ngày cưới của cô ấy mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Và cô ấy căm thù anh. Anh làm sao vậy? Anh đang có chuyện gì đó giấu em đúng không? Anh đang có chuyện gì đó giấu em đúng không? Rồi ngày mai mình sẽ về lại Sài Gòn. Không có sao hết. Em nghĩ là mình không bao giờ về được Sài Gòn đâu. Tại sao em lại nói như vậy? Bởi vì ngày mai là ngày cưới của cô ấy. Nhất quyết ngày mai mình nên về lại Sài Gòn. Tôi biết rồi. Nếu như các anh cần, tôi sẽ hợp tác cùng với các anh. Chỉ mong là các anh sớm tìm ra cái tên mà đã gây ra tai nạn cho Phương. Chào các anh. À, anh Tâm. Công an vừa gọi nói về vụ tai nạn của Phương. À, anh chị chuẩn bị về Sài Gòn hả? Dạ. À, đúng rồi, tụi tôi chuẩn bị về Sài Gòn. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. À, trong thời gian mà tôi về Sài Gòn, cũng may mà có anh chị ở đây với mẹ Len. Chứ nếu không tôi sẽ không an tâm đâu. À, không sao đâu anh. Dạ. Đáng lý ra là vợ chồng tụi tôi phải cảm ơn anh, cảm ơn bà Len mới đúng. À, tiếc quá. Nếu như mà anh chị ở lại thêm một đêm nữa thì hay biết mấy. Ủa, có chuyện gì vậy? Tại hôm nay là ngày đám cưới của tôi với Phương. Tôi muốn mời anh chị một bữa cơm. Thôi khỏi đi, khỏi đi, đi. Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi. Tôi đáng lý ra tôi phải chúc mừng anh mới đúng ha. Cái gì vậy anh? Xin lỗi. Tôi bất cẩn quá. Thiệt tình là tụi tôi rất muốn ở lại. Nhưng mà tại vợ chồng tôi có việc gấp nên không thể nào ở lại được. Anh thông cảm nha. Nha. Tôi hiểu mà, không sao đâu. Đi. Em muốn chào bà Len. Nhưng mà chỉ vài phút thôi, nhanh lắm. Nha. Chào bà Len cái. Anh ngồi đi. Anh Sơn nè. Anh về Sài Gòn, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện được không? Anh cứ nói đi. Anh nghe ngóng giúp tôi về bên phía công an, xem coi họ điều tra về vụ tai nạn của vợ tôi như thế nào rồi nha. Anh yên tâm. Nếu mà tôi sắp xếp được thời gian công việc, tôi sẽ hỏi giúp anh. Ha, không có gì đâu. Cảm ơn anh trước. Anh Tâm à? Ừ? Lúc nãy tôi có nghe anh nói chuyện điện thoại á. Ừ. Hình như là công an họ có biết thông tin gì về cái chết của vợ anh hả? Mấy anh công an mới vừa báo cho tôi biết. Anh đang nghi ngờ tai nạn của Phương là do một tài xế taxi đã gây ra. Nhưng mà chưa có chứng cứ rõ ràng, cho nên các anh vẫn chưa có thể kết luận được điều gì. Hay vậy hả? Chắc có lẽ là do lúc mà tài xế taxi đó người ta gây ra tai nạn á, thì không có ai làm nhân chứng chứng kiến cái tai nạn đó. Với lại chắc có lẽ là không có ai thấy được cái biển số của taxi, nên bây giờ công an cũng chưa tìm ra được cái người đã gây ra tai nạn thôi. Có thể.
tôi hỏi thử một cái trường hợp này thôi ha. Nếu như bây giờ anh biết được rằng cái người đã gây ra tai nạn cho vợ của anh thì anh sẽ như thế nào? Nếu như trước đây tôi sẽ giết chết hắn, còn bây giờ thì sao Tâm hả? Tôi cũng không biết nữa. Anh Tâm à, nếu như trong thâm tâm của anh á, anh thử nghĩ là nó không phải là một người máu lạnh, nó không cố ý gây ra tai nạn, thì anh có tha thứ cho nó? Tha thứ hay không á thì Phương cũng đâu sống lại được. Quan trọng là suốt quãng đời còn lại của hắn, hắn sẽ sống như thế nào, liệu lương tâm của hắn có tha thứ cho hắn hay không. Anh nói đúng á, nhiều lúc mình không có thể dối được lương tâm của mình, chắc có lẽ là cũng khó xử lắm. Sao anh lại hỏi tôi điều này? Hôm qua cách anh nói chuyện giống như là anh biết rõ cái tên mà đã gây ra tai nạn cho Phương thì phải. Tôi có hỏi hả? Anh nói là hắn đang ân hận, rồi từng ngày từng giờ đang cầu mong sự tha thứ của tôi. Thiệt tình là tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói như vậy. Chắc hai anh ơi, chuyện gì? Em gõ cửa ngoài bà Lén không trả lời, em đẩy cửa vô thì cửa ở trong bị khóa, bây giờ phải làm sao đây anh? Nè, không, nè, em nghe nói là chắc bà Len ngủ rồi. Đi. Không có được. Hả? Em phải biết bà Len như thế nào đã. Em mẹ ơi, mẹ, cô Hằng muốn tới chào mẹ đi về Sài Gòn. Mẹ à. Bác ơi bác. Dạ, con muốn gặp bác, con xin phép về Sài Gòn bác ơi. Cô Hằng, cô làm sao vậy? Không biết nữa, sao tự nhiên tim em đau quá. Có cần lấy thuốc cho cô không? Em linh cảm hình như có điều gì đó bất ổn ở đây. Anh chạy vô cô bà Lên sao đi. Nhưng mà cô không sao chứ? Em không sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, anh Sơn ơi, bà Lên, bà không thể chết, bà tỉnh dậy đi bà Lên à, sao là bà Lên, buông ra, bà Lên, cậu bình tĩnh lại đi bà Sơn, buông ra đi, hả? Anh làm cái gì vậy? Cô Phương, chính cô Phương đã làm tất cả những cái chuyện này. Cô Phương, cô đâu rồi? Cô ra đi. Cậu Sơn. Cô Phương. Cậu nói cái gì vậy? Anh không hiểu đâu. Cô Phương, cô ra đi. Không, Phương không bao giờ làm điều đó. Cô ra. Chính cô Phương đã làm tất cả những cái chuyện này. Em thử nghĩ đi, mỗi lần mình muốn đi, muốn rời khỏi căn nhà này thì cổ đều kháng mình lại. Còn bây giờ thì sao? Chính cậu đã giết chết chính mẹ ruột của mình kìa.